Hàng ngàn xe cộ nối đuôi nhau trên các ngã đường về miền Tây, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, quốc lộ 1, cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60 suốt ngày 30 tháng 4. Một người dân cho biết từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Bến Tre mất 7 giờ đồng hồ. Đến chiều 30 tháng 4, các tuyến đường về miền Tây xe cộ vẫn xếp hàng dài, nhích từng chút một trên đường. Tại ngã tư Đồng Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, giữa trưa nắng, hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau dài hơn 5 km từ vòng xoay thân cửu nghĩa đến ngã tư Đồng Tâm để đi về hướng Cần Thơ. Bên cạnh đó, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông bắt đầu đổ về Vũng Tàu để nghỉ lễ. Xe cộ qua quốc lộ 51 tăng đột biến, chạm thu phí phải xả trạm để đảm bảo lưu thông. Ông Đinh Hồng Hà, tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, chủ đầu tư BOT mở rộng quốc lộ 51 cho biết, lượng xe đổ về Vũng Tàu qua quốc lộ 51 ngày càng tăng. Sáng 30 tháng 4, trạm này phải xả hai lần trong vòng 90 phút. Đây là hiện tượng xảy ra thường xuyên, lặp lại từ nhiều năm qua vào mỗi dịp lễ Tết. Đến chiều tối ngày 30 tháng 4, dòng xe đổ về Đà Lạt từ nhiều hướng, các nút giao thông đông dần lên, đặc biệt là đường 3 tháng 4, cửa ngõ Đà Lạt nối trực tiếp vào tuyến đèo Bren nhỏ hẹp. Hiện tại, dòng xe tiếp tục đổ dồn về Đà Lạt mỗi lúc một đông. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện phân luồng tuyến, tổ chức giao thông tạm thời trên đèo Bren và đèo Mimosa từ 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5. Theo đó, cấm ô tô trên 16 chỗ ngồi, không bao gồm xe buýt công cộng, đi theo chiều đi lên đèo Bren, tức thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt kể cả xe đi từ điểm du lịch thác Đa Tành La và khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm.